Đang tắm nắng nè. Tắm nắng lông nó mượt đẹp hơn. Má trắng như vậy là có triển vọng rồi. Mấy tháng nữa là vít rồi đấy, mấy tháng nữa là đẹp. Con này cườm nó đậm hơn này. Tiền tỷ thì khó, tiền trăm thì dễ không? Chim nó mất nữa rồi. Con đó bây giờ phải chăm, có thời gian chăm nó mới được. Con này mất nửa trăm mấy thời gian nó mới được.
Go, go, go.